27. Qua rồi à? Ngồi đi. Trước mặt biểu ca, thôi vẫn để tôi đứng thì hơn. Biểu ca, chuyện đó đến giờ vẫn chưa có kết quả gì cả. Được, tôi biết rồi. Biểu ca có suy nghĩ gì về chiến cục gần đây hay không? Lũ người Nhật đó quả là lợi hại. Đúng thật là rất lợi hại. Tôi nghe nói bọn chúng đang dốc toàn lực đã thông tiến lục lũng hải. Trận địa phòng tuyến đó của anh là vị trí quan trọng nhất đó. Anh có chắc chắn thắng hay không vậy? Anh nghĩ tôi sợ bọn chúng sao? Ý tôi là biểu ca cũng nên suy nghĩ cho đại cục đi. Đông Bắc, Hòa Bắc, Nam Kinh, Vũ Hán, Thượng Hải, địa bàn của người khác tôi không quan tâm. Muốn chiếm được địa bàn của tôi ư? Bọn chúng nằm mơ đi. Anh tới là để nói chuyện này sao? Tôi vốn chỉ muốn khuyên biểu ca nên tính đường lui cho mình đi thôi. Biểu ca đã có lòng tin như vậy, xem ra là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi nói cậu nghe, sở dĩ lũ người Nhật đó có thể chiếm được nửa Trung Quốc chính là vì đám binh tầm tướng tép hèn nhát đó lúc nào cũng nghĩ tới đường lui. Thử tới chỗ tôi xem, một bước tôi cũng không lùi. Lũ người Nhật đó muốn chiếm thành trì của tôi ư? Trừ phi tôi chết. Không có chuyện gì nữa thì về đi. Biểu ca xin bớt giận. Anh xem, nhà chúng ta lớn biết là bao. Đúng vậy, rất lớn. Triệu Nguyên Canh từng nói với em, sau này toàn bộ cái nhà này đều sẽ là của em. Tất cả đều sẽ là của em. Không cần đâu. Không tới 2 tháng nữa, tất cả nơi này đều sẽ là lãnh địa của Nhật Bản đế quốc. Nhiệm vụ của em là tìm ra gói quyên ương. Viện bảo tàng của Thiên Hoàng ở Tokyo cần có nó. Đối với gia tộc của chúng ta mà nói, đây sẽ là một vinh dự tối cao đó. Cô làm gì ở đó? Đại tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi. Hai người đang nói tiếng gì vậy? Sao tôi nghe chẳng hiểu gì cả? Là tiếng địa phương của cô gia thôi, cô đi làm việc đi. Dạ. Theo những nguồn tin mà tình báo viên cung cấp, ở biên giới giữa Sơn Tây và Đại La Trấn, có phát hiện mộ của một quý phi đời đường. Anh nghĩ gói quyên ương nhất định là nằm ở trong ngôi mộ đó. Đại La Trấn. Viết thư thuê. Viết đối liễn thuê đây. 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 Gù đá, nấu cho tôi một bát to. Làm gì có ai đâu. Bảo cậu nấu thì cứ nấu đi. Cho ông ngoại ăn nhỉ. Tôi quên mất. Dạ, ông ngoại. Lo việc của cậu đi. Viết thư thuê. Viết đối liễn thuê đây.
Nào nào, đếm thử món mì nhà tôi đi. Đại ca, anh đây là... Gọi tôi là Xuyên Tử được rồi. Đếm thử mì cắt nhà tôi đi. Xuyên Tử ca, mì này bao nhiêu tiền một bát vậy? Không cần tiền, tôi tặng cô đó. Coi như tôi giúp cô đi. Cô rau khang cả cổ nãy giờ rồi, cũng mới bán được một đôi liễn thôi. Tặng cô đó, mau ăn đi. Vậy thì cảm ơn anh nhé, Xuyên Tử ca. Tôi phải gọi cô là gì đây? Tôi tên Phụng Di. Phụng Di, cái tên này hay lắm. Phụng Di muội, vậy cô mau ăn đi. Có chuyện gì cứ gọi tôi một tiếng là được. Tôi biết rồi. Nhìn gì mà nhìn? Lo cắt bì của ông ngoại đi. Ngu đáng, sau này cậu cũng đừng nhìn chằm chằm con gái người ta. Người ta sẽ thấy ngại đó. Cậu ấy vừa mới nói tôi xong. Ông ngoại, ăn mì thôi. Nào, mì tới rồi đây. Rượu. Uống rượu trước nào. Đào đào, nào. Rượu tới rồi đây. Từ từ thôi nào. Ăn mì thôi. Để mẹ làm cho. Mẹ. Để mẹ làm cho. Ăn mì nào cha. Mẹ. Phụng Nhi. Phụng Nhi gì vậy? Chính là nha đầu viết thư ngoài phố đó. Cô ấy tên Phụng Nhi. Vậy sao? Sao con biết người ta tên là gì? Con đã 20 tuổi rồi đó. 20 tuổi thì sao? Lấy vợ. Sao đây? Nhìn trúng con gái nhà người ta rồi à? Cô ấy nhìn bén lắm. Bén là sao? Tức là xinh đẹp, dễ thương đó. Mẹ, lúc chúng ta mới tới Đại La Trấn này, đám người trong trấn đều nói mẹ rất bén đó. Còn thôi đi, thật mà. Tránh ra. Thư của tôi, viết thư gì chứ? Về nhà đi. Tiểu cô nương, tới Đại La Trấn từ khi nào vậy? Tôi không quen biết anh. Cô không quen biết tôi, nhưng các anh em tôi thì lại biết cô đó. Cô không phải chính là Thất Tiên Nữ, nhà của Dương Mẫu Nương Nương hay sao? Đại ca, người ta chỉ ở đây viết thư thôi. Anh đừng dọa người ta như vậy. Viết thư, vậy tốt quá rồi. Nào qua đây. Tôi hỏi cô, viết một lá thư bao nhiêu tiền? 5 phân tiền. 5 phân tiền nào qua đây. Cứ viết là mỹ nhân của ta, làm ta nhớ muốn chết. Ta muốn đêm nay có thể cùng nàng. Các vị đại ca, tôi là Xuyên Tử ở tiệm mì đối diện. Nào qua chỗ tôi ăn bát mì đi. Tránh ra. Cô ấy là muội muội của tôi. Này thì muội muội, sao các anh lại đánh người chứ hả? Anh là ai? Không được ức hiếp người khác. Dám cản đường chúng tôi hả? Các anh em lên. Ngu đáng, đập gãy chân bọn chúng đi. Đánh hắn. Thank you.
đáng. Phía sau kìa. Sát tử thúc, tất cả đứng yên. Đại ca, đánh đi chứ. Lên đi. Khốn kiếp, đó là sát tử danh tiếng lẫy lừng đó. Ai mà dám lên chứ. Gù đáng, con học đâu ra cái kiểu đánh lộn với người ta thế hả? Bọn họ ức hiếp người khác, phải. Ức hiếp người khác? Kẻ nào dám ức hiếp người khác trước cửa nhà sát tử tôi vậy chứ? Sát tử thúc, bọn con thật sự không biết. Đây là trước cửa nhà ông thật mà. Cậu là con cháu nhà ai đây? Sao lại gọi tôi là thúc thúc chứ? Cha con chính là Thôi Đại Minh, con trai lão Thôi sao? Qua đây. Thúc, gọi thúc là đúng rồi đó. Dạ dạ. Lúc tôi kết bái với cha cậu, cậu còn mới hơn 10 tuổi. Giờ lại học được cái kiểu đánh lộn rồi đó hả? Không phải đâu thúc. Các anh em của con là bị cậu ta đánh mà. Con cũng là muốn thúc giận cho các anh em thôi. Thúc giận cho các anh em. Được, làm tốt lắm. Có chút dáng vẻ trượng nghĩa của cha cậu rồi đó. Nhưng mà đây là cháu ruột của ta. Thúc, con không biết thật mà. Thật đúng là nước ngập miếu Long Dương. Người nhà không nhận ra người nhà mà thôi. Xin lỗi nhé người anh em, xin lỗi. Thúc, con thật sự không biết đây là người nhà của ông hay là hôm khác. Hôm khác con sẽ đưa anh em qua đây dâng rượu chuộc lỗi với ông nha. Không cần đâu, bảo đám anh em này của cậu dọn sạch quầy mì trước cửa nhà tôi này là được rồi. Dạ dạ, đợi đã. Sát tử thúc, anh ta còn tát con một cái nữa nè. Đây cũng là cháu ruột của tôi đó. Thúc, con không biết thật mà. Xin lỗi nhé, người anh em, tôi xin lỗi. Thúc, ông xem, con đáng đánh, con có lỗi với người, con sai rồi. Thúc, con thật đáng đánh, con sai rồi. Được rồi, ra thu dọn đi. Mau đi thu dọn đi. Lão gia tử, để tôi rót thêm cho ông. Sát tử, đừng rót nữa, uống nhiều lại phát bệnh đó. Uống. Cô xem, lão gia tử cũng muốn uống kìa. Không sao, ông ấy say, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Sát tử thúc, ông vừa đi là đi liền mấy tháng. Con nhớ ông lắm đó. Cũng có đi xa lắm đâu, chỉ có mấy huyện loanh quanh thôi. Mẹ con còn không biết sát tử thúc này chắc. Huyện nào mà không có bào ca đệ của ta chứ. Con xem, cứ tới một nhà lại ăn một bữa, ít nhất cũng phải ăn mấy tháng đó. Nếu không phải ta dội về đây, kéo còn không về được đó. Tôi biết anh bản lĩnh rồi, đi tới đâu cũng không đói được. Thiết ca ca, cô có biết tại sao tôi lại gấp về không? Tại sao? Tôi lại nhận được bồ câu đưa thư của các anh em. Nói gần đây có một đám người chuẩn bị tới Đài Lá Trấn vì một món bảo bối. Bảo bối gì vậy? Gói uyên ương. Gói uyên ương là cái gì vậy? Gói uyên ương. Được rồi, cha hóng chuyện cái gì chứ? Mẹ, rốt cuộc gói uyên ương là cái gì vậy? Là một cái gói của người chết. Đó không phải là gói của người chết thông thường đâu. Nghe giang hồ đồn, xung quanh Đại La Trấn chúng ta có một ngôi mộ của một quý phi đời đường. Bên trong ngôi mộ đó có một món bảo bối, tên gọi là gói uyên ương. Có người nguyên trả tiền tỷ luôn đó. Vậy thì đúng là không đơn giản rồi. Chúng ta chỉ cần tìm ra cái mộ đó, sau đó đào cái gói uyên ương lên. Đó không phải phát tài rồi sao? Xuyên tử, con nói cái gì vậy chứ? Sao vậy? Đào mộ người ta là chuyện thất đức trên đời nhất đó. Sát tử, anh là người làm thuốc, sau này bớt nhắc chuyện này trong nhà đi. Ý tôi là sắp tới có nhiều người lạ, mấy đứa ít ra ngoài thôi. Gói uyên ương. Gói uyên ương cũng có phải chuyện gì tốt đâu, cho đừng nói nữa. Nào nào, ăn mì đi.
Cả đêm qua tôi không ngủ được. Ông ngoại cứ la ầm ĩ cả đêm. Gối Nguyên Ương, gối Nguyên Ương thôi. Ngu đáng. Hôm qua tôi đã nghỉ cả đêm. Cậu xem, nếu như chúng ta tìm được gối Nguyên Ương, vậy thì sau này còn phải dậy sớm rửa bát mì nữa hay sao chứ? Mẹ nói rồi, đó không phải là thứ tốt lành gì đâu. Mẹ nói gì cậu cũng tin à? Bà ấy là sợ chúng ta gây họa thôi. Cậu thử nghĩ đi, nếu đó không phải là thứ tốt lành gì, sao lại có nhiều người trả giá cao để mua chứ? Sát tử, sát tử, mau dậy đi. Tôi không tiện ra ngoài, anh ra ngoài mua thịt đi. Cái lão già này la nguyên một đêm, đến giờ mới chịu ngừng. Thiết ca ca, cô mau qua đi đi. Thiết ca ca, thác tử có chuyện gì vậy? Lão gia tử ông ấy, ngu đáng, xuyên tử, hai đứa mau vào đây đi, mau lên. Mẹ, mẹ, ông ngoại. Hai đứa mau qua dập đầu lại ông ngoại đi. Điều tại tôi là tôi hại chết lão gia tử, không phải do anh hại, là do Cố Duyên Ương. Cả đời này của cha tôi đều là bị Cố Nguyên Ương hại khổ. Tiểu Linh, Tiểu Linh, lão gia, tiểu thư đâu? Cô ấy ra ngoài rồi. Sớm như vậy đã đi ra ngoài rồi sao? Mấy ngày nay nó cứ chạy ra ngoài suốt, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Tôi cũng không biết nữa. Cô đi làm việc đi. Dạ. Mời ngồi. Ông chủ Trương cũng không phải ở nhà, chúng ta cũng không luận thân thích nữa đi. Được. Những người cậu cần tôi đã sắp xếp cho cậu cả rồi. Đa tạ. Cảm ơn gì chứ, tôi làm là có mục đích cả. Thế nào, biểu ca của tôi đã bảo cậu tới bộ tư lệnh nhậm chức chưa? Vẫn chưa. Nhưng mà ông ta có vẻ tin tưởng tôi lắm. Muốn Triệu Nguyên Canh thực sự tin tưởng cậu không dễ dàng. Chuyện này không liên quan đến ông. Tôi tin mình nhất định sẽ chinh phục được ông ta. Chinh phục. Được. Cậu cứ thử xem. Ông chủ Trương, ông có chốn làm ăn nào ở Đại La Trấn không? Đại La Trấn, đó là một địa giới mà không ai quản. Tôi không biết có làm ăn được hay không. Cũng có người phát hiện ngôi mộ trong truyền thuyết
ở xung quanh Đại La Trấn là mộ của một quý phi đời đường. Nguồn tin tôi nhận được lại không giống như hai người. Gối quy ương mà hai người muốn đó 20 năm trước đã xuất hiện rồi. Còn ai bán vào tay ai thì tôi không biết. Có bệnh thì giải tứ phương thôi. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên đến Đại La Trấn một chuyến thì hơn. Người Nhật sắp đánh tới đó rồi, cô còn dám đi sao? Có gì mà không dám chứ? Cô là đại tiểu thư đó. Không, giờ tôi là vợ của tỉnh thượng quân đây. Vì vinh dự của nhà chồng, tôi nguyện hy sinh tính mạng. Vậy để tôi sắp xếp. Có tiền góp tiền, có tiền góp tiền, có sức góp sức, có sức góp sức. Ủng hộ kháng Nhật, ủng hộ kháng Nhật. Bảo vệ nước nhà, bảo vệ nước nhà. Có tiền góp tiền, có tiền góp tiền, có sức góp sức, có sức góp sức. Ủng hộ kháng Nhật, ủng hộ kháng Nhật. Bảo vệ nước nhà, bảo vệ nước nhà. Có tiền góp tiền, có tiền góp tiền, có sức góp sức, có sức góp sức. Ủng hộ kháng Nhật, ủng hộ kháng Nhật. Bảo vệ nước nhà, bảo vệ nước nhà. Có tiền góp tiền, có tiền góp tiền, có sức góp sức, có sức góp sức. Ủng hộ kháng Nhật, ủng hộ kháng Nhật. Chỗ các ông là tổ chức gì vậy? Đây là đội tuyên truyền nghĩa vụ kháng Nhật của tổ chức Trung Hồng địa khu chúng tôi. Bảo vệ nước nhà, bảo vệ nước nhà. Nhã Câm, vị tiên sinh này, ông đang gọi tôi sao? Vừa nhìn là biết ông là một ông chủ lớn rồi. Ông tới quyên góp kháng Nhật có phải không? Tôi thay mặt trường trung học địa phương khu cùng các chiến sĩ đang kháng Nhật qua tiền tuyến cảm ơn ông nhiều. Mọi người vỗ tay cho ông chủ này đi. Hay lắm. Lưu Phi Hổ đánh hay lắm. Trận này đánh hay thật đó, thưởng thêm đi. Tư lệnh, theo tôi thấy nên cho sư đoàn trưởng Lưu nghỉ ngơi được rồi. Đúng vậy, để cho ông ấy nghỉ ngơi đi. Lũ người Nhật đó tự xưng trong vòng 3 tháng sẽ đã thông tuyến lụng. Tôi thấy kéo 3 tháng nữa cũng không đánh tới tuyến lụng của tư lệnh. 3 tháng sau, tôi cho bọn chúng 3 năm đó. Lần này để Phi Hữu huynh lui xuống nghỉ ngơi đi. Tháng sau để tôi ra trận. Tư lệnh, có chúng tôi ở đây, không cần anh phải đích thân ra trận nữa đâu. Chê tôi già sao? Tôi không có ý đó. Rõ ràng là anh có ý này. Tôi nói cho anh biết, ra trận đánh Nhật tôi không thua kém anh chút nào đâu. Trong lòng tôi hiểu rõ mà. Muốn để Lương Phi Hổ nghỉ ngơi, tôi phải đích thân ra trận mới được. Mấy cộng hành héo các anh, có ai là người ra trận được chứ? Tư lệnh, anh uống nước đi. Những gì tôi nói trong cuộc họp, anh đã hiểu cả rồi chứ? Tôi đã ghi lại cả rồi, sẽ cho truyền lệnh ra ngay. Tiêu Tứ, bây giờ cũng không còn người ngoài, nói chút chuyện riêng đi. Đêm qua tôi nằm mơ thấy, thấy bà Năm và con trai của tôi. Tư lệnh, nói tôi nghe, sau khi đội ngũ của Lương Phi Hổ rút về thì nghỉ ngơi tu dưỡng ở đâu? Đại La Trấn. Được lắm. Đội ngũ của Lương Phi Hổ này phần lớn đều là người ở trên núi Lão Hổ. Nói không chừng có người có liên lạc với bà Năm đó. Cho người theo sát họ cho tôi, rồi lần theo manh mối. Nói không chừng sẽ tìm được con trai tôi đó. Rõ. Nghiêm.
Ông chủ cho bát mì cắt, có ngay. Đồ đáng, cậu cắt từ từ thôi. Hả? Cắt từ từ thôi. Có bao nhiêu người đang đợi ăn mì nè. Cậu không thấy toàn là binh lính đó sao? Cậu nghĩ bọn họ sẽ trả tiền hả? Ông chủ, nấu nhanh lên nhé. Có ngay. Hôm nay mì sẵn không nhiều, chờ một chút nhé. Trong trấn có lang trung nào biết chăm cứu không? Có lang trung không? Có lang trung không? Trong trấn có lang trung nào biết chăm cứu không? Có lang trung không? Người đó, người đó. Cậu chỉ rõ cái gì chứ? Không nhìn thấy xe bỏ quan binh sao? Không phải. Tôi biết ông ấy. Đó chính là Xuyên Tử. Ai gọi tìm lang trung vậy? Là một tên quan binh. Tam Đương Gia. Là Tam Đương Gia. Bảo sao mẹ nghe giọng quen quá. Mẹ, vị lão tổng này, cho tôi hỏi các anh ở đội ngũ nào vậy? Là đội ngũ của sư đoàn trưởng Lương. Lương Phi Hổ. Là nghĩa phụ của con. Là sư phụ. Mẹ, nghĩa phụ con về rồi. Lương Phi Hổ là nghĩa phụ tôi đó. Lương Phi Hổ là sư phụ tôi đó. Có lang trung nào không? Trong trấn có lang trung biết chăm cứu nào không? Mẹ, mẹ xem đi, tam túc của con quay về rồi. Tam Đương Gia. Là Tam Đương Gia. Có lang trung nào không? Có lang trung biết chăm cứu không? Tam Đương Gia. 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 Đi qua tẩu. Bệnh cũ của sư đoàn trưởng lại tái phát rồi. Cô mau đi theo tôi đi. Đại ca. Sư đoàn trưởng, mau chuẩn bị thuốc an thần, nhanh lên. Đi qua tẩu, cô xem, đi lấy ruột trắng tới đây. Hai đứa cởi áo đại dương gia ra cho mẹ. Lão Tam, anh tìm được Lang Trung ở đâu vậy? Quả là bàn tay thần tiên mà. Đại ca, anh mau quay đầu lại nhìn đi, xem bàn tay thần tiên đó là ai. Đại Đương Gia. Đây qua tẩu. Nghĩa phụ. Sư phụ. Là mọi người sao? Tránh ra, đứng gọn một bên. Tránh ra, đứng gọn dao. Đứng gọn dao, cẩn thận xe đó. Ngu đáng, cậu nhanh lên đi. Đứng gọn dao đi. Xác tử thúc thúc. Xác tử thúc thúc. Xác tử thúc thúc. Đại ca. Người anh em, đại ca. Ngũ ca. Xác tử huynh đệ. Đại ca, sao mọi người tới Đại La Trấn vậy? Đi uống rượu nào, ngồi xuống từ từ nói. Đi thôi, đâu? Đợi đã, hai tên tiểu tử đó không phải bán mì sao? Cho ta và ngũ thúc con mỗi người một bát. Được, lấy bát to vào. Cạn nào. Cô cười gì vậy? Xem ra tôi già thật rồi. Cái bệnh này của tôi đã khỏi được mấy năm rồi. Sao lại đột nhiên tái phát vậy chứ? Nếu không phải gặp cô, e là tôi không qua khỏi rồi. Sao cô cứ cười hoài vậy? Chỉ là muốn cười thôi. Tôi cười anh còn sống. Cười tôi cũng còn sống. Cười tôi còn có thể nhìn thấy anh. Đại Đương Gia, để tôi.
Cậu muốn uống rượu hay là muốn nói chuyện đây? Hay là chỉ muốn cười thôi? Là tôi muốn cười đó. Đại vương gia, nào. Mẹ. Mẹ, sao giờ mẹ mới về chứ? Mẹ uống rượu sao? Mẹ, mau theo con vào nhà đi. Có chuyện gì vậy? Đi nào, nhanh lên đi. Thiết ca ca, cái này là cha của Liễu Phụng Nhi gửi đến cảm ơn chúng ta. Quả là kỳ nhân, múa tay một cái đã có thể viết đẹp tới như vậy rồi. Mẹ, mẹ phải nói sát tử thúc đi. Người ta vừa mới vào nhà, ông ấy đã đòi bái huynh đệ với người ta rồi. Vợ cha của Liễu Phụng Nhi muốn rớt tim ra ngoài. Vớ vẩn, vợ tới rớt tim gì chứ? Người ta đồng ý với ta về suy nghĩ còn gì. Thiết ca ca, tôi nói con nghe, lỡ như sau này có một ngày tôi khai sơn bái đường, ông ấy có thể làm văn thư cho tôi nữa. Việc viết thiệp anh hùng cho các anh em khắp nơi thiên hạ của tôi. Trong cả dòng nét chữ này đó. Sao tôi nhìn nét chữ này thấy quen quen chứ? Chữ mà cũng có thể quen được sao? Chắc là tại tôi uống nhiều rồi, nhìn gì cũng thấy quen. Tôi đi ngủ đây. Ngủ thôi. Mẹ, mẹ buồn ngủ rồi. Là đại sự đó. Có chuyện gì ngày mai nói đi. Mẹ, nhà gái người ta tới tận cửa rồi đó. Chúng ta là nhà trai mà. Sao chứ? Ý con là sao? Mẹ, con đã 20 tuổi rồi. Muốn lấy vợ rồi sao? Con thích Phụng Nhi cô nương đó rồi hả? Phải. Được. Ngày mai mẹ sẽ bắt khách tự thúc thúc tới nhà người ta dò hỏi thử, xem nhà người ta có đính hôn chưa. Mẹ, chuyện này sao có thể để ông ấy đi được chứ? Mẹ còn không hiểu hách tử thúc thúc của con nữa sao? Gặp ai cũng đòi bái huynh đệ. Con nói mẹ nghe, hôm nay ông ấy dọa cha của Phụng Nhi sợ lắm đó. Được rồi, vậy thì để mẹ đi. Mẹ, mẹ nhất định phải đi đó. Mẹ sẽ đi mà. Con đi đi. Đúng là mở mắt cũng nằm mơ mà. Liễu Thiên Tứ, những chữ đó sao mà giống anh viết thế chứ? Uống rượu vào một cái, chuyện gì cũng như hiện ra trước mắt.
Đã lâu mẹ không uống nhiều rượu như vậy rồi. Mẹ già rồi, không uống nổi nữa. Mẹ không già. Con trai ngốc của ta, con chỗ nào cũng tốt, chỉ là nói ít quá thôi. Sao con chưa đi ngủ nữa? Lại nhớ mẹ con à? Không thì có gì mà không ngủ được chứ? Có chuyện gì? Con ngại sao? Nói mẹ nghe đi, có chuyện gì? Phụng Nhi, Phụng Nhi, sao vậy? Con cũng thích cô nương Phụng Nhi viết chữ ở đối diện đó sao? Hai đứa con làm sao vậy chứ? Chưa từng thấy cô nương nhà nào bao giờ sao? Sao người nào cũng thích cô nương đó vậy? Con là Phụng Nhi phải không? Bà là Lê Hoa Thẩm phải không? Mời bà ngồi. Lê Hoa Thẩm, hôm qua cha con có tới nhà ta, lại đúng lúc ta không có ở nhà, đã thất lễ rồi. Không có đâu, mọi người sắc tử thúc nhiệt tình lắm. Sau mấy ngày trước con lại không tới, gây ra chuyện như vậy, cha con nói thôi không tới kiếm ăn đây nữa. Thực ra hôm qua con tới để cảm ơn và tạm biệt thôi. Nếu không ngờ sắc tử thúc ngu đáng và xuyên tử ca cứu con đã bị kẻ xấu ức hiếp rồi. Cha con nói nhất định phải qua cảm ơn mọi người. Ta nghe sắc tử thúc nói nhà mọi người nhiều thân thích lắm, nên nhà con mới hưởng ké phúc của mọi người mà không đi nữa đó. Sau này ở đây làm ăn cũng không sợ gì nữa. Nói cũng phải, sau này nếu có người dám ức hiếp hai người, cứ tới tìm sắc tử thúc nhé. Đa tạ Lê Hoa Thẩm. Đúng rồi Phụng Nhi, con hỏi gì vậy? Con hỏi Liễu, Liễu trong cây liễu.